Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hình nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng truyền hình nữ của Xuân Lai và đội tuyển bóng truyền hình nữ của Mòn Thượng trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi Hội Đình Làng Mòn Thượng năm 2023. Ở set đấu này thì các cầu thủ của Xuân Lai phía gần màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Mòn Thượng phía xa màn ảnh các bạn. Điểm số bây giờ là 1-1. Bên tuyển Mòn Thượng phát bóng, Quỳnh Trang của Mòn Thượng phát bóng rất tiếc, cái sau đó thì các cầu thủ Mòn Thượng điểm cho Xuân Lai có pha phát bóng không qua lưới. Điểm 2-1 cho Xuân Lai. Cũng báo cáo với các bạn là tất cả các trận đấu của giải Hội Đình Làng Mòn Thượng Xuân 2023 mình đều quay được, nhưng mình sẽ đăng về sau nhé quý vị, và bởi vì là vừa rồi là mình đang đoạt các cái trận của điểm cho Xuân Lai Đình Mòn Thượng 3-1. Ở giải đấu này thì ban tổ chức đã có người đọc tỷ số rồi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Ngon. Hai chân nổi hắn. Trọng tài bắt chân ơi. Không thấy. Đáng nhẽ phải có trọng tài ấy kia mà. Chân nhảy rồng tơ phết. Điểm như một đường ba đâu. Ngồi vào dựa vào cái cột là nó chạm. Bắt được là cứ thổi quái chứ. Bóng ngoài thân, điểm cho Mòn Thượng 5-4. Mòn Thượng phát bóng. Quả đấy có trời, chỉ muốn nó ở tầm này nhỉ, nói chứ nó vào tận lưới thì làm tầm đấy chỉ có theo bóng cứu thôi, cứu bóng thì cứu ở tầm ấy thôi. Vâng, ở giải đấu năm nay có đấy, kiểu như thế người ta không vào được. Như đội tuyển Đồng Tân vừa mới giành một chút vô địch ở hội trung tâm và đội tuyển Trái Cao là một tuyển đội tuyển mạnh được mời từ Đồng Hình về. Trang chắc nó đánh mấy con đấy hả? Trang hội mình chắc nó đánh mấy con đấy. Đánh mí bọn Thổ Yên á? Em nghĩ là nó đánh không. Năm nay nó cho tất cả ai đánh thì đánh. Ai đánh thì đánh, nhưng mà cũng là cái Trang nếu đánh thì đánh cho đội mình, đánh gì cho đội Thổ Yên. Không phải là đánh cho đội Thổ Yên. Ôi nhảy trong vạch cái cầm tờ kè.
Trọng tài không nhìn thấy cứ đánh đi. Nhảy rất là ngầu. Đánh với nhau bằng đánh khó đánh lắm, khó đánh truyền đội tuyển Việt Nam sẽ ở công hợp truyền lắm đấy nhỉ, phải gọi cái công nó bỏ công với lại truyền nó phải ăn nhau một mình làm cái gì theo một ngọn đội cái nhung ấy mình cái nhung làm gì mình nhung làm gì được đâu. Vâng, vừa xem đấu đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Bóng qua bên nam, loa sân nam để chia bố và sân nữ này thì vâng, người đồng tình đã ghi được số đầu tiên 1-2. Có phòng công lưới điểm của sân này 7-8. Vâng, được bóng ngoài sân 2-2. Đề nghị cho một tràng pháo tay ạ. Hữu Hóa Công Công điểm hôm nay 8 đều. Hai sân một cái loa. Thế thì đánh thế nào? Đấy, vẫn một cái loa. Vâng, đồng tình cho nàng bỏ. Xong lại nữ, nàng lại nam, nhưng mà cái ông kia ông nói to hơn. Đây phải còn hai sân một loa này. Hai sân chung là một loa. Nhập bóng qua sân, điểm cho chạy cao 3-2. Nhảy thì nhìn những gạch. Ôi, không đây đây rồi. Khó lắm, lại còn nói người ta. Ở đây rồi, xong lại bỏ. Vẫn còn. Mặt ngắn tốt rồi. Đập bóng câu qua lưới, điểm kết lại câu 5-2. Điểm kết lại câu 11-8. Bên kia trói mắt hơn đấy. Bên này chạm hai quả phát hôm qua rồi. Vâng, của nhỏ Thái Tân, điểm cho Đồng Tân 3-5. Nhóm công ty cái này là cái diện rộng như thế này. Chết rồi. Đấy, ôi trời ơi. Làm gì á? Cứu vào cho cứu đi. Nhìn cái chỉ đấy đáng đau. Vâng, một cú đập tay siêu. Đập bóng tốt. 6-4 cho trận cầu. Chết. Trong sân rồi. Trong. Điểm như thế này. Nhẫm vai. Nhẫm vạch. Ông ấy bảo nhẫm vai. Vâng, cứ cố đập rất hay. Điểm cho đồng cân 5-6. Vẫn nhảy trồng tô. Nói chung là nó không bắt kỹ về luật. Ngươi. Nó ngã trong đấy nhảy làm cho sân lai 12-11. Anh ơi đứng chết em đây nó đi làm công ty nó bảo không anh bóng ngoài sân điểm cho trận cao trốn phải đứng chết cho em ấy không điểm cho trận cao 8-5. Điểm cho món 12 đều. Cũng chả lấn đứt được hơn. Chấm bóng tốt. 9-5 cho chạy cầu. Đấy, nhảy nhau. Ở đây có nhảy đâu. Chui vào trong nhảy lên. Du. Chân nổi hẳn lên. Nổi có tí. Ê, nổi có tí. Vâng, của nhỏ tốt. Điểm cho Đồng Tân 6-9.
chuẩn cho một đường 13-12. Rồi một đường phát bóng cứu bóng không thành công. Điểm cho đồng tân 7-9. Không đánh chắc rồi, thua thật. Cổ động viên của đồng tân đó. Như cái đội hôm qua ấy. Dính bóng quá. Hòa Bình cổ động viên của chúng tôi. Đấy, vớ vẩn còn thua. Nhưng hôm qua đấy sao ai nghĩ là cái đội... Điểm này, 13 nào. Đây là đội Việt Nam. Vâng, không hiểu lý do đi đồng tới đồng tinh 8, 9. Bánh miền Trang trả thật rồi. Có cầu đâu mà đặt thủ. Đặt thủ. Á thủ được lên. Họ nêu được lên. Thế là thông báo. Vâng, được bóng tốt. Điểm trên là cầu 18. Nhiều bóng dính. Đặt bóng là chân, điểm của mặt trận 14 đều. Đều ghê rồi đấy. Nhiều đều quá. Mạnh gì đâu mà đội đánh bình thường. Đặt bóng tốt, điểm của đấy, nó lên. Mình còn đuổi điểm. Tinh đuổi điểm đấy. Đùa. Thôi, slide các bạn. Vâng, không hiểu lý do. Slide 15, 14. Gì được cào thế không biết chạy không một tháng điểm cho Sơn Lai 16-14 đến đây mà chạy em được chiến là xem nào đâu xét sau đội khác chạy cao mạnh lắm cao nó là đội ngoài đập bóng tốt điểm cho chạy cao 12-18 cách biệt đã được mới góc 4 điểm hai đội cố lên. Vâng, sẽ bóng không còn lý hiểu cho đồng tên 9-12. Vác bóng vứt. Vâng. Lộng hay có cái chiều đấy. Như bóng chưa được tận điểm cho đồng tên. Lộng lần này thế hay có cái chiều đấy. Coi rồi. Đập bóng quay sân, điểm cho công viên Nam 16, 11, 7. Và phía đội tuyển chạy cao cũng xin gợi ý. Vâng, trong một trận đấu, mỗi đội sẽ được quyền hội ý 2 lần. Mỗi lần là 30 giây. Các đội có thể tạm giữ quyền hội ý để điều chỉnh. Đấy, xin lỗi. Ôi, trời ơi. Kiểu sức hợp, kiểu sức hợp, 16 này. Không, cái người cứu là phải biết cứu cơ. Như thắm lưng đội mình mà bảo đi cứu, nó cho lên rời hoặc là cho đi đâu cũng có bố à, đuổi được. Cứ đánh bóng lên để người ta chạy. Bảo sân thôi, trong sân cứ gần ai. Chàng ơi, ba quả. Đến cái quả này, giây phút này là ấy đấy. 17-16 à. Sang bên này là đánh dễ hơn bên kia. Chói bên mắt. Ôi giời, ghê rồi bác, ghê rồi đấy. Có bắt đầu mà cứ đánh sáng mãi. Rồi coi. Với sân nào? Vâng, đập bóng không qua lưới, điểm cho chạy cao 13-11. Và ngay sau khi lưu ý, đội tuyển chạy cao đã giành lại điểm cho đội tuyển của mình. Ấy, ăn rồi. Ôi vẫn còn vào vào mặt nó nảy lên mày mày vâng đã bóng tốt điểm như chạy câu mà anh rất tốt bên này nhá mọc lót được đấy vâng ngay sau khi hội ý đội tuyển chạy câu đã giành lại 2 điểm để nâng cách biệt lên thành 3 điểm. Đập bóng ngoài sân, điểm cho chạy cao 13-11. Ừ, được đấy. Để bóng rơi nhá. Vâng, ở giải đấu năm nay thì chúng ta sẽ thi đấu 3 set. Vâng, trả bóng tốt, điểm cho chạy cao 16-11. Vâng, ngay sau khi hội ý cho đồng tân, luôn bị mất điểm. Một màn bóng đặt qua những điểm tốt rồi.
hết rồi. Đấy, điểm cho Xuân Lai 18-16. Không biết thế nào rồi không? Bạn đang lấy lại điểm của chị cho đôi mình 12-16. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái của em. À của em đâu nhỉ? Em gì đâu? 19 rồi. 19-16 kìa. Điểm cho Xuân Lai 17-12. Điểm cho Xuân Lai 19-16. Điểm cho Xuân Lai 20-16. Cố lên. Vâng, đội nhỏ thành công điểm cho Vân 19-17. Wow, 21 rồi. Điểm cho Xuân Lai 21-16, kết thúc xem một Xuân Lai thắng Hòa Thượng 21-16. Ôi 25 à? 25 chân này 25. Lại còn 25 nữa chứ. Chẳng bóng tốt. Điểm cho Đồng Tân. Thôi 25 à? Vâng, đội tuyển Đồng Tân đang bước qua. Xem 25. Anh lên rồi, bóng lên đỉnh rồi. Bóng lên đỉnh là người ta đánh được. Bóng lên đỉnh rồi mà. Điểm cho Xuân Lai 22-16. Bóng nó lên đỉnh rồi. Đánh quả đấy là đúng. Đúng rồi mà. Quả đấy đánh. Nó cao thì nó theo được thôi chứ còn này. Rồi thấp quả đấy chịu. Cao sẽ bóng. Một tốt. Điểm cho Mòa Thượng 17-22. Nếu mà xét 25 thì chị mèo nào cắn được nào. Ôi giời. Điểm cho Xuân Lai 23-17. Một cú đập bên trái. Ôi giời. Điểm cho Hòa Thượng 18-22. Vâng, đập bóng ngoài sân 20 đều. Vâng, ngay từ sân đấu đó. Nêu phải hợp, nêu phải hợp thì không đánh nổ. Mà không được trả được thì nêu một tí. Lần đầu tiên trong trận đấu thứ nhất ạ. Vâng, ngay từ trận đấu đầu tiên giữa hai đội. Đúng như chúng tôi đã dự đoán, một trận đấu sẽ rất là gay cấn. Các đội sẽ giành giật từng điểm một. Được. Ôi giời, mày đó rồi. Vít cao như thế này, vít nào được. Điểm cho Hòa Thượng 19-23. Vâng, một phút tự nhiên. Chết rồi. Điểm cho Xuân Lai 24-19. Điểm cho Xuân Lai 24-19. Điểm cho Mỏ Thượng 20-24. Cho Đồng Tân 24-20. Ôi, nghe được rồi. Điểm cho Đồng Tân 22-20. Điểm cho Mỏ Thượng 21-24. Cố lên 21-24. Ghê nhỉ. Điểm. Điểm cho Xuân Lai 25-21. Kết thúc xem một Xuân Lai thắng Mỏ Thượng 25-21. Hai đội trận đấu theo hướng lên theo đó đứng trên đầu sân để Mỏ Thượng tục trận đấu thứ hai. Điểm thứ nhất cho Mỏ Thượng 1-0. Đội Xuân Lai đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-21. Điểm
điểm cho Mòn Thượng 2-0. Sao bên này đánh dễ hơn, không có mắt. Chàng thịt nhẹ quá. Đâu, bóng nó sạt vào lưới. Thấy vậy đập ra cho không hiểu ý nhau đấy. Đấy, chuyền hai là phải là chuyền hai. Điểm cho Xuân Lai 1-2. 1-2 Xuân Lai có bóng. Thịt ăn. Cho đúng cái đứa. Cho đúng cả thủ. Vạch rồi. Cứ gọi là vạch rồi. Các đội nếu có sự thay đổi người đến đăng ký với điểm cho Mòn Thượng 3-2. Điểm cho Xuân Lai 3-3. Điểm cho Xuân Lai 4-3. Vâng, điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Chết thế. Điểm Xuân Lai 5-3. Vâng, đập bóng tốt. Một số bốn đánh bóng. Điểm cho Mòn Thượng 4-5. Điểm cho Mòn Thượng 4-5. Mòn Thượng không bóng. Điểm cho chạy cao 2-1. Điểm cho Mòn Thượng 5-5. Mòn Thượng không bóng. Vâng, vẫn còn. Vâng, sau bóng là con. Điều bóng tốt. Vâng, chạy 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 ngoài. Điểm cho Đồng Tân 2-0. Chàng chỉ cứu. Đấy. Đấy chưa nó. Có đứa này rất nhanh nhá. Tập cái này. Nhưng mà nhiều lúc ụp dưới lưới nãy hết quả. Đấy. Vâng, chắn bóng ra ngoài. Mấy rồi, điểm cho Mòn Thượng. À, điểm cho Xuân Lai 6-5 rồi. Chắn bóng tốt, điểm cho Mòn Thượng 6-0. Bóng trong sân, điểm cho Đồng Tân 3-0. Bạn này nó đưa cái chắn. Cứ đào liên tục. Mòn Thượng cũng bóng. Mọi người có cái chắn. Rồi. Ăn à? Lại trở lên trở đánh cho về. Qua nhóm điều à? Điểm Mòn Thượng 7-6. Vâng, chắn bóng tốt. Điểm cái này cao. Chắc xíu có thể đua mà. Em thích chắn. Thế không có gì xong gọi ai ship cho. Các đánh ấy không nhỉ? Mặt hình người đi. Vâng, bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho Đồng Tân 4-0. Các bạn đưa nhanh đấy. Vâng, đưa cho bóng.
Điểm cho Sơn Lai 7 đều. Vâng, chạy cao phòng nhanh bóng. Chuyên bóng ngắn cho Sơn. Điểm cho chạy cao 6-4. Và bóng cho Sơn Lai đổi điểm quả tiền 8-7. Đập bóng ngoài sân. Điểm cho Đại Cao 7-4. Đập bóng ngoài ngoài. Điểm cho Xuân Lai 8-7. Bọn nó gắn kết hơn. Nếu nó đánh nhau nhiều nó quen. Gắn kết còn đây mình. Cao, cao quá chắc không đánh nhiều đâu. Chạm lưới, chạm lưới điểm cho Đồng Tân 5-7. Huệ sẽ có điểm cho Lai 9-8. Đập bóng ngoài sân điểm cho Đồng Tân 6-7. Vâng, điểm cho Đồng Tâm 7-0. Vâng, phía chạy câu có xin chào hội ý lần đầu tiên cho trận đấu thứ hai. Mà không có chắn một tí nào mà không đánh được. Không chắn một tí nào. Nêu được rồi nè. Người gì? Điểm cho Bọn Thượng 10-9. Sau trận đấu tại Cao Đồng Tâm sẽ là trận đấu của Bọn Thượng và Công Ty. Bóng chuyền hơi nam. Ngắm đi. Bóng chuyền hơi nữ. Sau trận đấu của Thượng Anh Bọn Thượng sẽ là trận đấu của nữ chạy cao gặp nữ là nào. Và những các đội vẫn đã chuyển cao về Sơn Lai á. Điểm cho Đồng Tâm 8-7. Vâng, ngay sau đó là sẽ bóng không qua lưới. Điểm cho Thạch Cao 8-0. Đấy, tốt rồi. Điểm cho Xuân Lai 10 đều. Khó khăn lắm. Bóng trong sân. Này không ấy là thì ăn nào cũng cao. Đội xóm này là ăn thì cao. Điểm cho Đồng Tân 9-8. Bóng ngoài sân. Điểm cho Bọn Thượng 1-10. Bóng không vào lưới. Điểm cho Thạch Cao 9-0. Tất cả các đội khác các bộ bạn vào vòng trong sẽ bốc thăm. Vì vậy tất cả các đội thắng trong buổi chiều ngày hôm qua là buổi sáng ngày hôm sau khi kết thúc trận ra ngoài điểm cho Thạch Cao sẽ là ban tổ chức bốc thăm thi đấu vòng trong. Phía chạy cao có tên được rồi. Đối thế nào? Ở dưới kia. Vâng, phía chạy cao có tên được rồi. Và lúc vào ở vị trí số 4. Yeah. Đến như thế. Điểm cho Bọn Thượng. Chuyện. Mình là bắt cần đó. Bọn Thượng có lại đến thứ 3. Vâng, Bọn Thượng sẽ bóng. Đội một đoàn xin ý. Vâng, và trận đấu thứ hai này hai đội đang giành được gần nhau từng điểm một. Vâng, một phút rồi chúng ta hết, hai đội quay trở lại sân tiếp tục thi đấu. Leo gần lưới quá, đánh ra ngoài ạ. Nhẹ. Những xe cao sắp đó. Trọng tài có bắt đâu. Nhẹ là còn tẹt cả. Cột phát có bắt đâu. Đợt đánh ra ngoài, điểm cứ mở vừa 14-10. Bọn Thượng có bóng. Đấy rồi. Có bóng không qua lưới điểm cho Bọn Thượng. Thua mấy quả là lắm. Vâng,
Vâng, một cú đặt bóng tay chiều. Điểm với tỷ số 13-11. Đội bóng không quan lưới điểm cho Phương Lai 11-15. Đội bóng không quan lưới điểm cho Phương Lai 12-15. Hai đội cố lên nào. Không có chắn một chiếc gì. Không làm ăn gì cả. Giơ tay đầu hàng cái lại bị mười ba rồi. Điểm Phương Lai 13-15. Còn tôi tập trung này nó không phải là vật lót nhớ. Ôi chết rồi. Bọn kia nó bóng nó tốt rồi. Nó đánh gắn kết hơn. Cao quá. Cái đéo chạy được con nhưng mình đâu. Còn được cố lên nào. Dạ, có chắn được chưa. Vâng, cuối cùng đội tuyển Việt Nam không có chắn là sướng nhất mà làm gì cần. Ôi giời ơi. Nêu điểm cho Xuân Lai 14-16. Các biệt chỉ là 2 điểm thôi. Vâng, Phương Lai bóng không thành công, điểm cho Đồng Tân 13-14. Chỉ vô bóng thôi. Điểm cho Hoàng Thương 17-14. Vâng, chặn bóng tốt. Quả đấy là số 10 chạy ra múc tốt. Chẳng qua là khán giả người ta đứng thấy nhiều quá nó không lao. Chắn bóng tốt, điểm cho Đồng Tân 15-14. Hoàn toàn. Nó sẽ đánh hoàn toàn này. Vâng, cứu bóng ra đây. Phương Lai chạy lưới, điểm cho Hoàng Thương 18. Đang hành lưới. Điểm cho Thành Câu 15-0. Đấy như thế là xấu. Hoàng Thương chạy bóng. Bên này thì không thành lưới. Này này đánh bóng như thế cả. Nhưng người ngoài người ta xem người ta nói cho nên Xuân Lai sẽ bóng bắt này chết hết đều bóng. Ôi không còn đấy còn đỡ. Bóng trong sân, điểm Hoàng Thương đập bóng ngoài sân, điểm cho Thành Câu 15 rồi. 15. Cố lên. Và mới thấy cách cách ở mặt. Hoàng Thương sân bóng. Sân bóng phân qua lưới, điểm cho Xuân Lai 16-19. Thì đấy, không cho người cách 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 cứ tự mình làm hỏng nào. Đá bóng nên lúc biết rồi đấy, bắt đầu mà đến lúc biết rồi đấy, lúc biết điểm thứ bao nhiêu rồi? 20-16 mười mười sáu rồi. Vâng, đá bóng tốt, điểm cho Thành Câu 18-16. Mười bảy 20 điểm cho Xuân Lai. Vâng, Văn Hương sẽ bóng. Chặt bóng quay sân, điểm cho Thành Câu 20-16. Vâng, người đồng tâm cao xin hội ý lần thứ hai trong trận đấu thứ hai. Nên thế cũng gặp được cả mọi Lực lượng ban tổ chức xin thông báo có một chiếc chìa khóa xe máy của tất cả đang đánh rơi đến gặp ban tổ chức để lấy lại. Điểm cơ mà thường cách biệt thế là 4 điểm.
Vâng, đây là chìa khóa đơn. Chỉ duy nhất có một chiếc chìa khóa, không có gì kèm theo. Vâng, một phút nữa thì đã tiếp tục thi đấu. Điểm số hiện tại đang là 26 phân. Không phải khóa đấy đâu, đây, cũng còn em rồi. Này, điện thoại. Đang to rất là to. Đang bắn ra ngoài sân. Ơi. Không ở cái món không không phải ở chỗ Nhà Trang đâu. Món thượng ấy, cứ hỏi vào món thượng ấy. Một trận đấu hết sức đó. Hả? Đội Tân Anh thủ rất giỏi. Ừ đấy, món thượng đấy, cả đi này. Điểm cho Đội Tân. Dĩa trái nhỉ, đội dĩa trái. Dĩa trái. Như à? Hả? Vâng, hai trọng tài bắt. Ừ, ở đây nhé. Điểm cho Đội Tân. Món thượng còn gì nữa? Món thượng mà. Điểm món thượng. Ở đây Đình Chùa món thượng mà. Dĩa trái đang đánh, bọn nó đang đánh trong sân và đứng ngoài. Vâng, chặn bóng tốt. Vào đi, hỏi món thượng không vào nơi nhé. Cho đồ chạy cao, bốt 18. Thủy vườn. Bóng bốt 18, điểm 25. Xét 25 ạ. Ôi trời ơi. Điểm cho Xuân Lai 19-22. Vâng, bóng bóng tốt. Điểm cho Đồng Tân 19-21. Nhảy công tập. Cố bóng kia hai nào bên này. Hai cố đúng bên này. Bên này là bên hai nào. Hai công tốt. Điểm cho Đồng Tân 20. Hai đội cố lên. Vâng, đang về những điểm số cuối xét của hai đội đánh càng hay. Đội bóng thêm 2 lối điểm cho Xuân Lai 20-23. Dạ, còn 2 điểm nữa thôi. Cố lên, cố lên. 22, à 23. Xuân Lai xếp bóng. Vâng, cứu bóng này. Vâng, để bóng rơi điện đó là. Ôi trời. Điểm cho Xuân Lai 21-23. Có thượng cố lên. Này sang sân kia không có cơ hội đâu. Rất đông khán giả bóng cổ qua lưới rồi. Cho đầu 23-20. Vâng. Dưới là hai đội sẽ bước vào trận đấu thứ ba. Nhưng lại chắc được ba. Vâng, rất toàn. Vâng, bọn nó chết. Nhảy tông sao? Nhảy tông sao mà chết? Có để ý thế đấy. Ai mà đánh thế? Chân. Ôi trời ơi, nó sân lai 22-23. Anh này sân lâu à? Sẽ diễn ra là 15 điểm. 8 điểm sẽ đổi sân. Trận đấu thứ ba là trận 15 điểm, đội nào đến 15 điểm tiếp sẽ 2 điểm bất thắng. 8 điểm sẽ thử sân. Ôi trời. Đây là trận đấu giữa Đồng Tân và Trại Câu sẽ diễn ra cầu kinh điển giữa hai đội. Chủ này là đội tuyển của Cali. Cố lên, 24-22 quả cuối. Xét an toàn thôi, không cần chỉ hiểm. Các cầu thủ của hai đội tuyển. Chết rồi. Chết rồi. Điểm cho Xuân Lai 23-24 rồi. Chết rồi. Nóng rồi. Cái này chết lơ rồi. Mẹ làm nóng quá ra là chết. Ra mà hẳn là hết cơ hội. Chưa biết đội nào hết đâu. Điểm cho Hoàng Đức Hạng
24 à 25 23. Kết thúc xếp 2 mà tượng thắng Xuân Lai là 25 23. Sát sao đấy. Trận 1 đây đang xếp 3. Xếp thứ 3 giữa Xuân Lai và Hoàng Thượng. Bên quả cứu bóng bằng chân. Bóng tốt, điểm cho chạy cao 5-1. Vâng, đội tuyển chạy cao đã đi được 1/3 của trận đấu thứ 3. Vâng, phía đồng tân ngay sau đó còn trung hội bánh lắm chốt Xuân Lai. Chúng ta bắt đầu Xuân Lai. Xuân Lai, điểm cho Xuân Lai 1-0. Trong tay 3 lần điểm. Xuân Lai, bắt bóng. Đề nghị chỗ khán giả đứng lùi ra để cho các cầu thủ vừa lấy được cứu bóng. Bóng lên ngon. Vâng, 1 phút đội thi đã hết. 12 đội quay trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Vâng, điểm cho Món Thượng 1-1. Vâng, đập bóng ngoài sân. Điểm cho Trạch Đâu 6-1. Điểm cho Món Thượng 2-1. Vâng, lôi bước 1, bóng chạm đen ra ngoài. Điểm cho Trạch Đâu 7-1. Hoàng Thượng phát bóng. Vâng, chuyển hai lỗi điểm cho Đức Xuân Lai. Chạy cao 3-1. Hai đội đổi sân. Xuân Lai mới chạy cao là điểm 2 đều. Ôi quả ngoài rồi đấy. Hai sân. Vâng, đánh bóng ra ngoài, điểm cho Trạch Đâu 9-1. Có bắt đầu mà. Điểm, điểm cho Hòa Thượng. Vâng, bóng trong sân của nhỏ tốt. Điểm cho Đồng Tân 2-9. Hòa Thượng sẽ bóng. Minh sẽ bóng. Điểm cho Món Thượng 4-2. Thu ơi đẩy. Vâng, đập bóng rất mạnh. Xét đầu tiên này một mình Trang vào, xét thứ hai cho Quỳnh vào. Chặt chặt thứ ba này bắt đầu. Điểm cho vào. Vê rồi mà không bắt nhỉ. 12. Cứu bóng tốt, nhảy trong vạch, điểm cho Thành Cao 11-2. Hết rồi. Cột chạm vào chỗ nào. Cột rồi mà mình thấy mà đầu cột. Đội Xuân Lai xin đổi ý lần thứ. Vâng, hai cầu thủ không hiểu ý nhau. Điểm cho Đồng Tân 4-13. Số 4, điểm cho Hoàng Thượng 6-2. Hoàng Thượng xếp bóng. Trong sân 5-13 cho Đồng Tân. Yeah.
Vâng, chạy bóng ra ngoài. Đã bóng tốt điểm cho bọn thưa. 7-2. Đối sân. Xét 3, 15 quả, 8 quả, 2 đội đối sân. Tiếp tục thứ 3. Điểm hiện tại đang là 6, 13. Đồng Tân xếp bóng. Vâng, Đồng Tân đã ghi thêm điểm cho đội tuyển mình 7-14. Vâng, cách biệt chỉ là 7 điểm thôi, 2 đội cố lên. Bên đập cũng rất tốt và bên thủ là cũng rất hay. Vâng, ăn điểm trực tiếp, 3-14. Vâng, cơ hội là vẫn còn nhờ các đội tuyển. 3-8. Bóng lành. Vâng, chặt bóng tốt. Vâng, đội tuyển Đồng Tân liên tục ghi bàn trong vòng 9-14. Ôi, bỏ bóng ra đi. Vâng, 10-14 cho Đồng Tân. Cách điểm của Dương Lai không còn đến điểm đây. Cầu thủ Dương Lai chơi dài đây. Góc mặt trong vòng bán kết đó là đội tuyển chạy cao. Ngày hôm qua chúng ta đã xác định được hai cái tên, đó là đội tuyển Bạch Thạch và đội tuyển. Bạch Thạch và Hải Minh đã vào bán kết và hôm nay đội tuyển thứ ba là đội tuyển chạy cao. Vâng, sau trận đấu này sẽ là trận đấu giữa đội chủ nhà Quảng Thượng và đội khách Gabi. Mời hai đội cho cầu thủ vào sân khởi động để chuẩn bị thi đấu. Một tượng và Nam Minh. Điểm cho Xuân Lai 5-9. Vâng, theo quan chúng tôi thì trên sân là vâng, đội tuyển Bảo Thượng đứng Bảo Thượng đang dẫn trước với tỷ số là 9-5 ở trận đấu thứ hai. Vâng, sang chân 6-9. Vâng, đập bóng trên quần lưới. 1 10 6 cho Bảo Thượng. Đang đánh số 3. Nó đang đánh chị nghe máy. Vâng, điểm cho Xuân Lai 7 10 cú đập bóng của tay chiều rất uy lực. Vâng, đổi sang tay phải. Vâng,
vâng, ban tổ chức mời ông Huệ ở trong đồng chân mời là ban tổ chức của ông Trần Trần điểm cho Xuân Lai mời anh Huệ ở đội tuyển đồng chân về ban tổ chức có việc cần gặp ạ. Vâng, đã đặt bóng rất uy lực. Vâng, điểm cho Hoàng Thượng 12-8. Trường ơi, phải sang bên này mới được. Sang bên này, sang bên này. Quỳnh ra góc này, Quỳnh ơi. Vâng, đặt bóng tốt, điểm cho Quảng Thượng 13-8. Thế là nhảy tấm hay trong vạch mà không bắt. Nhảy tấm cho bóng xa. Một quả bóng rất mạnh. Đội nào sẽ giành điểm đây ạ? Cố Hoàn. Quả không. Vâng, nỗ lực rất đáng. Nhưng mà bóng đã không qua lưới. Điểm cho Xuân Lai 9-13. À, vâng, điểm 9-13 cho Xuân Lai. Chắc là phải sách 15 rồi. Vâng. Kênh hẳn nữa anh Chính ơi. Chín mười ba. Điểm cho Xuân Lai 10-13. Điểm cho Xuân Lai 10-13. Mời đội tuyển chạy cao và đội tuyển ra đâu? Đội tuyển chạy cao nữ ra đâu nữ? Chúng ta chuẩn bị cầu thủ. Điểm cho Hoàn Thượng 14-10. Ở sân Nam sẽ diễn ra trận đấu giữa Hoàn Thượng và Abi. Trọng tài chính là ông ơi à? Trọng tài vàng là anh Quyền. Vâng, bóng ngoài điểm cho Xuân Lai 11-14. Điểm cho Hoàn Thượng 15-11. Và kết thúc là Hoàn thắng Xuân Lai 2-1.